Đây con GT Kubota, Kubota GT đó là 90 nha con, bảo hành 2 năm. Đây KK luôn nè, GT 90 bảo hành cho con 2 năm nha, đẹp ha, mới chỉ còn bảo hành 2 năm Kubota, tóc cũng KK rồi ha. Còn là con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6797, màu đèn đấy của ta luôn nè con, còn con 2 năm nha, đẹp không? Rất đẹp nha. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707, mới trong thùng. GT 90 là chín ngựa rồi con, Made in Thái Lan rồi bạn nghe, 2.400 vòng trên phút, 487 cc, đây trong thùng đây, bảo hành bằng điện tử luôn nha, kích hoạt bảo hành điện tử luôn nha, là không còn giấy tờ nữa đó, cái này sướng đó, bảo hành điện tử luôn nè. Alo. 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 Rồi T 90 nha con. Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Đây hàng mới. Trong phòng của Thái Lan.